Nếu bạn được sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, thôi thì mình xem như là bạn được chia những lá bài xấu trong cuộc đời. Đúng là chúng ta không có quyền lựa chọn nơi chúng ta sinh ra. Chúng ta cũng không có quyền được lựa chọn những cái lá bài, nhưng chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đánh bài, đừng đầu hàng số phận. Một ván bài hay là một ván bài với những quân cờ xấu xí mà người ta vẫn đánh bại những kẻ có những lá bài tốt. Nếu bạn được chia những lá bài tốt, cuộc đời của bạn hanh thông mà bạn thành công chả có gì đáng kể cả. Và nếu bạn có những lá bài tốt mà cuộc đời của bạn không ra gì thì bạn thật đáng trách. Có tôn vinh ở đây là tôn vinh những người đời chia cho những lá bài xấu, những cái cuộc đời hẩm hiu, nhưng họ đã dùng trí khôn của mình để đánh bại những kẻ có lợi thế hơn mình. Hãy nỗ lực lên bạn nhé. Thành công vẫn ở phía trước, không có gì phải lo ngại. Kể cả Tết hôm nay không có tiền thì coi như là ván bài này của năm nay, năm mới là một ván bài mới chia lại từ đầu. Kể cả là vẫn nhận được những lá bài tồi thì vẫn còn đó một năm để chúng ta đánh bài bạn nhé. Nhiều người đã đi bằng cái con đường đó và thành công. Tôi cũng vậy. Và năm nay là năm của bạn. Chúc bạn một năm mới thành công.